Có khi thuốc dùng trong cấp cứu thì cũng chả phải chỉ dùng mỗi trong cấp cứu mà lại dùng trong các dùng để điều trị các bệnh thông thường. Thế thì trong những cái tình huống cấp cứu thì chúng ta hay dùng những cái thuốc gì? Thì đi từ đơn giản đến phức tạp, về sự thường gặp đến cái sự ít gặp hơn. Thì chúng ta có cái hay, thứ nhất là các glucosid trợ tim. Glucosid cái glucosid trợ tim là gì? Thật ra thì chúng ta dùng hàng ngày, dùng rất nhiều, nhưng mà chúng ta khi không khái quát được. Đấy. Bởi vì thật ra thì những cái này thì mình muốn có thì mình cũng phải đọc sách hàng ngày. Đấy. Đúng không vậy? Thì chúng ta có cái glucosid trợ tim. Glycosid trợ tim là một cái thuốc kinh điển trong điều trị mà làm tăng co bóp cơ tim. Đây là thuốc chỉ định trong điều trị tăng làm tăng co bóp cơ tim. Vậy thì trong cơ tim tăng co bóp trong trường hợp nào? Nói tóm lại là cơ tim cần tăng co bóp trong trường hợp suy tim. Suy tim. Vậy thì glycosid trợ tim này thì nó hỗ trợ khi bệnh nhân suy tim. Đấy. Thế đặc tính của thuốc là gì? Nó làm tăng cái cung lượng tim ở những bệnh nhân suy tim thông qua cái sự ức chế của men natri kali ATPase của bơm ion ở màng tế bào cơ tim. Tôi xin vắn tắt lại như vậy. Thế còn bên cạnh đó nó còn tác động trên hệ thống thần kinh tự động của tim. Nó làm tăng trương lực phó giao cảm mà giảm hoạt tính của hệ giao cảm. Chính cái điều này nó làm cho cái nhịp tim của bệnh nhân chậm lại. Và các glucosid trợ tim thì chủ yếu thì là chúng ta sử dụng hiện nay là digoxin, digitalin và lanatogic C. Thì hai cái này thì này ít được dùng, nhưng mà digoxin thì chúng ta dùng nhiều. Hàng ngày chúng ta vẫn cho bệnh nhân dùng digoxin. Đấy. Vậy thì cái tác dụng của nó như thế nào? Đấy. Đứng về các glucosid trợ tim nó có 5 tác dụng cơ bản đối với tim. Thứ nhất là nó làm tăng cái co bóp cơ tim. Cái điều này các anh các chị thì thường đọc các tài liệu người ta nói là inotope dương, tác dụng inotope dương. Nhưng mà thật ra thì có khi mình chả hiểu inotope là cái gì. Cái này cái tức là làm tăng tính co bóp của cơ tim. Thứ hai là làm tăng trương lực của cơ tim. Trương lực của cơ tim nó đang yếu, đang nhão nha, thì nó làm cái sợi cơ tim nó săn, nó chắc lại, nó bóp mạnh hơn. Đây được gọi là tác dụng tonotope dương. Tony tức là trương lực, tonotope dương. Và thứ ba nó làm cho nhịp tim đập chậm lại, tim tim đập chậm lại. Thì cái dụng này nó gọi là chronotope âm. Chúng ta phải hiểu các thuật ngữ theo như vậy. Đấy. Và nó làm giảm tốc độ dẫn truyền của cơ tim, làm giảm tốc độ dẫn truyền của cơ tim, và tác dụng này nó gọi là dromotope âm. Đấy. Và bên cạnh đó thì một cái bất lợi, nó làm tăng tính kích thích của cơ tim, gọi là bathymotope dương. Được. Này cái phông chữ nó có vấn đề. Thế chắc cái ngoài ra thì việc dùng glycosid trợ tim ngoài năm cái tác dụng của trên tim như vậy thì nó có những cái năm tác dụng khác ngoài tim, nhưng mà nó đều mang lại một cái lợi cho cái bơm của tim. Thứ nhất là nó làm tăng cái dòng máu tĩnh mạch trở về tim. Đấy. Vậy thì nó sẽ tốt trong những cái trường hợp mà ứ trệ tuần hoàn ngoại biên. Đấy. Vậy thì ứ trệ tuần hoàn ngoại biên thì chúng ta không phải là chỉ dùng mỗi lợi tiểu để giảm cái thể tích tuần hoàn, mà chúng ta cho các glycosid trợ tim để nhằm mục đích nó làm tăng cái lượng máu, thuận lợi hơn cái lượng máu trở về tim. Và cái tác dụng này nó gọi là cái tác dụng là nó làm giảm cái hậu gánh đúng đi. Và bên cạnh đấy thì tại sao người ta cứ kết hợp các thuốc trợ tim với các thuốc lợi tiểu? Bởi vì là bên cạnh đấy nó có làm tăng bài niệm, do tăng cái mức lọc cầu thận.
Vậy thì dùng các glycosid, dùng digoxin nó có thể làm cho bệnh nhân đái nhiều hơn. Và cái chuyện đái nhiều hơn thì rất là quan trọng đối với trong những cái tình trạng suy tim cấp mà có ứ huyết. Vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà một bệnh nhân nhịp tim nhanh, đặc biệt là loạn nhịp hoàn toàn mà phù phổi cấp, thì bên cạnh các thuốc lợ tiểu thì người ta rất hay cho các loại glycosid trợ tim. Tuy nhiên rằng là bây giờ thì các hậu các anh có vẻ lại sợ cái glycosid trợ tim, bởi vì làm sao mà sợ, bởi vì là cái chính chính nó chúng ta sợ ở cái điểm này, nó tăng tính kích thích cơ tim mà nó có thể gây loạn nhịp, nhưng mà người ta không 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 cho đấy là cái điều sợ, ngay cả đối với những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim. Mà nếu cần thiết thì chúng ta vẫn dùng các glycosid trợ tim đấy, đây là không chống chỉ định. Cái thứ hai ba nữa, nó có thể co cơ trơn đấy. Vậy thì những cái một trong những cái dấu hiệu ngộ độc của nó, ngộ độc chúng là ngộ độc digoxin hay ngộ độc glucosid trợ tim, thì bệnh nhân cái dấu hiệu về đường tiêu hóa rất hay xảy ra. Bệnh nhân đang bình thường đi ỉa chảy rất là nhiều, nhưng mà đang dùng các glucosid trợ tim, bệnh nhân xuất hiện ỉa chảy, thì mình phải nghĩ rằng là có thể bệnh nhân ngộ độc digoxin. Bên cạnh đấy thì ngoài cái ỉa chảy thì bệnh nhân còn nôn nhiều, nôn ra mật xanh mật vàng. Thì vì sao? Bởi vì nó kích thích cái trung tâm nôn ở sàn lão thất 4 ở những bệnh nhân này. Đấy, vì vậy thì ở quá liều thì bệnh nhân có thể bị ỉa chảy và nôn. Thế bệnh nhân ỉa chảy và nôn thì chúng ta bảo chả sao phải ngộ độc thức ăn, ví dụ như vậy, thì có lẽ là cơ hội nguy hiểm. Cái đầu tiên trước khi lập chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc thức ăn thì mình phải nói là bệnh nhân có ngộ độc digoxin hay không. Còn cái liều lượng glycosid trợ tim thì chúng ta rất hay dùng, đặc biệt trong trong cấp cứu thì người ta có những cái liều tấn công là liều duy trì. Thì trước khi mà chúng ta có những cái liều tấn công hay liều duy trì, chúng ta phải hiểu cái liều lượng của nó cũng như là cái ngưỡng bù trừ của nó. Thì liều lượng thì tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Liều chúng ta có thể tăng dần để được đạt được sự bão hòa tối ưu tại cơ tim. Người ta gọi khi mà đạt được cái bão hòa tối ưu ở cơ tim này thì người ta đạt gọi là đến cái ngưỡng của thuốc, của ngưỡng bù trừ. Khi mà đạt cái ngưỡng này thì bệnh nhân cái triệu chứng suy tim lúc này nó giảm đi và nhịp tim nó chậm lại. Đấy. Khoảng 70 lần phút và trong trường hợp này rung nhĩ. Vậy thì liều tấn công thì chúng ta dùng như thế nào? Nó cho phép đạt được cái ngưỡng bù trừ trong khoảng thời gian 1 tuần. Và để cái đạt được cái ngưỡng bù trừ này trong thời gian này thì người ta có thể sử dụng thuốc theo các đường tĩnh mạch. Bên cạnh đấy thì khi mà liều tấn công đạt hiệu quả rồi, để duy trì cái hiệu quả này thì người ta dùng cái liều duy trì. Liều duy trì thì không hạn định, tức là không có thời gian cho cái liều này. Chúng ta có thể dùng kéo dài. Đấy, tùy theo cái diễn biến lâm sàng, nhịp tim của bệnh nhân, cân nặng, lượng nước tiểu của bệnh nhân ta quyết định. Vậy thì chỉ định của nó là gì? Chúng ta xin nắm lại. Đấy, nhiều khi là chúng ta đều như biết rồi, nhưng mà kỳ thật là khi hỏi thì chúng ta không hệ thống hóa được. Cái điều đấy là cái điều mà những thầy thuốc lâm sàng của chúng ta thường khiếm khuyết. Cho vào một tình huống cụ thể thì chúng ta làm được, nhưng mà bao quát ra thì chúng ta không làm được. Chỉ định của glycosid trợ tim là đầu tiên đối với trường hợp những cái bệnh nhân suy tim, và ưu tiên chỉ định đối trường hợp mà suy tim mà có rung nhĩ. Cái liều tấn công dùng để khi nào? Khi nhịp tim khoảng 70 lần phút thì ta đã gặp được. Ví dụ như đây là ống digoxin hay là ống isoleucine, có thể chúng ta tiêm tĩnh mạch từ một nửa ống cho đến một ống trong 1 ngày, nhưng mà cũng có thể chúng ta tiêm đến 2 ống, thậm chí 3 ống trong 1 ngày, tùy từng trường hợp. Tôi sáng tiêm 1 ống rồi bây giờ tiêm 1 ống nữa có được không? Được. Bây giờ mình nhịp rung nhĩ 140 lần phút, tôi sáng tiêm bây giờ nó xuống 130 lần phút, 130 lần phút mà bệnh nhân vẫn là gì, huyết áp thì thấp,
nhịp tim thì nhanh, nước tiểu chả có, chả có cách nào khác cả. Nó phải tiêm thêm một ống nữa. Tiêm sợ, có sợ với nhân ngừng tim không? Chả sợ, đúng không? Không sợ. Bởi vì liều của nó còn có thể liều cao hơn nữa. Hoặc là nếu như chúng ta không có thuốc theo đường tĩnh mạch, chúng ta có thể dùng theo đường uống hoặc bơm qua sông dạ dày. Đấy. Có thể từ một viên hàng ngày, mỗi ngày một viên, trong thời gian từ 3 đến 5 ngày. Đấy. Thì sau đó chúng ta chuyển sang liều duy trì. Tuy nhiên đấy là đối với trường hợp lại nhịp hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà nhịp tim của bệnh nhân là đều, nhịp nhanh xoang chẳng hạn, và chúng ta muốn dùng cái glycosid trợ tim này, thì thông thường chúng ta khoảng 5 ngày thì phải giảm liều. Giảm liều để chuyển sang một cái liều duy trì. Liều duy trì thì chúng ta dùng 0,25mg một ngày, hoặc là cách ngày, hoặc là 5 ngày nghỉ 2 ngày. Đấy, ví dụ như vậy, đấy là liều duy trì. Còn đối với trường hợp, những cái trường hợp mà phù phổi, bệnh nhân vào viện trong tình trạng phù phổi, thì chúng ta nên dùng thuốc theo đường tĩnh mạch. Bên cạnh các thuốc lợi tiểu dẫn mạch của morphine, đấy là trong cái trường hợp này. Đấy. Còn trong những trường hợp khác như là suy tim trái mãn tính mà chức năng tâm thu thất trái giảm vân vân thì người ta cũng có thể. Đấy. Tuy nhiên là đối với tim phải thì hiệu quả của thuốc nó kém. Vì sao nó kém? Bởi vì là cái khối cơ thất thải nó rất là mỏng. Cho nên là gì? Nó cái hiệu quả làm tăng co bóp cơ tim của thuốc nó không nhiều. Bên cạnh đấy, thuốc có những cái chống chỉ định mà chúng ta cần phải nắm được để chúng ta ấy cho bệnh nhân, cho chúng ta tránh cho bệnh nhân. Thí dụ như bệnh nhân có bệnh cơ tim tắc nghẽn. Bệnh cơ tim tắc nghẽn tức là đường da thất trái nó bị hẹp. Đấy. Hay là bệnh nhân hẹp van động mạch chủ, đặc biệt là hẹp khít van động mạch chủ, thì chúng ta không dùng glycosid trợ tim. Vì dùng thì có thể nguy hiểm với bệnh nhân. Ví dụ như vậy. Khi mà bệnh nhân đang tăng cái tính kích thích của cơ tim, như vào viện với cấp cứu với cơn tim nhanh thất, thậm chí rung thất, hay là ngoại tư tâm thu thất nhịp đôi, thì chúng ta tránh, không nên dùng các glycosid trợ tim. Bởi vì nó có thể nó tăng cái tính kích thích của cơ tim mà nó gây ra những cái loạn nhịp nó bền bỉ và chúng ta không kiểm soát được. Tất nhiên là đối với trường hợp như BAV cấp 2, cấp 3 mà chưa được đặt máy tạo nhịp thì chúng ta chả dạy gì chúng ta cho bệnh nhân những cái thuốc này. Còn khi điều trị bệnh nhân suy tim của chúng ta thông thường là dùng glycosid trợ tim kéo dài. Và khi mà bệnh nhân vào viện với những cái dấu hiệu đấy, mà chúng ta nghi ngờ ngộ độc digitan thì cái điều này hết sức thận trọng, bởi vì chúng ta không có thuốc điều trị đặc hiệu các ngộ độc digitan. Vậy thì việc phát hiện nó góp một cái phần quan trọng để mình chữa, mình cứu được bệnh nhân. Những cái bệnh nhân này thì đầu tiên như chúng tôi đã trình bày, khi mà có những dấu hiệu ngộ độc digitan, bệnh nhân đang dùng điều trị bằng các thuốc trợ tim digitan lợi tiểu với thuốc ức men chuyên men chuyển, thì vào viện với chúng ta trong tình trạng cấp cứu với những cái dấu biểu hiện như rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là đau bụng, buồn nôn, đi ỉa lỏng, đấy, thì chúng ta phải đặt vấn đề ngay là bệnh nhân có ngộ độc dioxin hay không. Thứ hai nữa là những cái rối loạn về thần kinh, đặc biệt là về cảm giác. Đấy. Bệnh nhân có thể người ta có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, hay là cảm giác như ruồi bay trước mắt, thì là những cái dấu hiệu này là những cái dấu hiệu rất đặc hiệu của ngộ độc digitan. Còn tất nhiên là đây là một cái thuốc mà tác động lên hệ tim mạch, đặc biệt là cái dẫn truyền. Nếu chúng ta quan tâm đến cái rối loạn dẫn truyền của cơ tim và kích thích của cơ tim. Đấy là ngộ độc, đề phòng ngộ độc thì chúng ta lưu ý những dấu hiệu sau. Ví dụ như là tất cả những cái này đều chúng ta đều nắm được rồi. Đấy. Một cái điểm chúng ta cần lưu ý là khi mà các anh chị dùng digitan
thì các anh phải thận trọng khi dùng với các thuốc chống loạn nhịp tim khác, ví dụ như dùng quinidin hoặc là digitan kết hợp với chặn beta giao cảm, hoặc là digitan kết hợp với amiodarone, ví dụ như vậy, amiodarone chẳng hạn. Đấy là những cái này nó sẽ làm nặng hơn những cái tình trạng ức chế cái dẫn truyền của bệnh nhân. Đấy. Thế thì để tránh ngộ độc, một trong những điểm quan trọng nhất đối với người bác sĩ lâm sàng thì chúng ta phải, một là thận trọng khi mà dùng thuốc phối hợp. Cái thứ hai nữa là các rối loạn nước và điện giải, đặc biệt là mất nước trong lòng mạch hoặc là rối loạn điện giải, ví dụ tăng kali hay là tăng canxi máu, hoặc là giảm kali hoặc là giảm canxi máu, magie máu, là những cái mà dễ làm cho độc tính của thuốc nó phát huy. Một cái bên cạnh đấy thì người ta nói là gì? Phải lưu ý đến cái dịch các màng khi mà dùng thuốc. Vì sao phải lưu ý cái dịch các màng cũng như là các rối loạn nước và điện giải? Thì chúng ta biết là như thế này. Dịch các màng thì thành phần của nó cũng rất giống như là huyết thanh. Vậy thì nếu như mà cái thể tích tuần hoàn, thể tích dịch trong người bệnh nhân mà nó nhiều, thì cái nồng độ thuốc ở trong cơ thể nó sẽ là thấp. Tuy nhiên rằng khi mà trong cái quá trình điều trị thì bên cạnh các thuốc lợi tiểu với tất cả các thứ, rồi là chúng ta cho bệnh nhân hạn chế nước, rồi cho bệnh nhân chọc tháo cái dịch đi, thì cái thể tích tuần hoàn nó giảm xuống. Thể tích tuần hoàn giảm xuống tức là cái khối lượng nước ở trong lòng mạch nó không nhiều. Vậy mà cái nồng độ thuốc thì chúng ta vẫn đưa vào như thế, thì như vậy thì cái nồng độ thuốc trong máu nó sẽ cao lên, và chính vì thế cho nên nó sẽ gây ngộ độc. Vậy thì một trong những cái mà người ta khuyên là phải trước khi dùng thuốc phải chặt tháo dịch của các màng này đi. Đấy là cái mà chúng ta đề phòng ngộ độc. Còn khi ngộ độc xảy ra rồi thì đầu tiên chúng ta phải ngừng thuốc và theo dõi những cái biến chuyển của nhịp tim trên monitoring. Nếu mà nhịp chậm xoang thì chúng ta có thể cho bệnh nhân atropine. Đấy. Nếu mà rối loạn dẫn truyền nặng như block nhĩ thất cấp 2 trở lên, block nhĩ thất độ cao, thì người ta có thể đặt máy tạo nhịp. Người ta nếu mà có nhiều ngoại tâm thu thì người ta có thể dùng silocaine. Đấy. Hoặc là nếu như bệnh nhân có rung thất, có nhịp nhanh thất, người ta có thể sốc điện. Đấy là cái những cái mà xử trí khi ngộ độc digital. Ngộ độc digital cũng là một cái xử trí cấp cứu. Còn vấn đề thứ hai tiếp theo nữa thì chúng ta hay nói đến các thuốc gọi là vận mạch. Vận mạch thì ở đây thì một số thuốc như là chúng ta hay dùng chẳng hạn như adrenaline, noradrenaline, hoặc là các dopamine hay dobutamine. Thì dobutamine và dopamine thì người ta gọi là, thường đây người ta gọi là các thuốc các amin giao cảm. Vì sao gọi là các amin giao cảm? Ví dụ như là dopamine thì nó kích thích alpha, kích thích beta adrenergic và delta dopaminergic trên tế bào cơ tim. Đấy là những cái thụ thể. Thì với cái liều thấp thì nó có tác dụng làm giãn mạch thận, giãn mạch mạc treo và co mạch ngoại biên, nó làm tăng cung lượng thận và cung lượng tim. Đấy là liều thấp. Còn liều cao thì lấy là liều từ khoảng từ 5 đến 15 microgram trên kg cân nặng trong phút. Thì khi đấy bệnh nhân dùng các dopamine này có cái tình trạng co mạch, nhịp tim nhanh và có thể có kích thích cơ tim gây ra các loại tâm thư. Thế người ta có thể phối hợp giữa dopamine và dobutamine. Nếu như mà huyết áp bệnh nhân vẫn thấp nhưng mà nhịp tim đã nhanh rồi, người ta không tăng được dopamine nữa, thì người ta có thể đã tăng dobutamine. Thế dobutamine là gì? Dobutamine là cũng là một amin giao cảm, thì nó kích thích cái thụ thể beta 1 của cơ tim.
chúng ta lưu ý là kích thích cụ thể beta 1 của cơ tim. Còn khi mà chúng ta dùng các thuốc ức chế beta chọn lọc trên tim, chẳng hạn như là metoprolol hay là metoprolol hay bisoprolol, thì nó lại là ức chế cái thụ thể beta 1 của cơ tim. Vì chính vì thế cho nên là trong suy tim cấp người ta không dùng những cái thuốc ức chế beta chọn lọc vì vậy. Bởi vì nó người ta đang cần kích thích nó. Còn với liều mà dưới 20 microgram trên kilogram một phút dobutamine thì cái nhịp tim nó tăng ít thôi, không tăng nhiều. Đấy. Còn cái liều này từ 5 đến 20 thì nó làm tăng cung lượng tim, giảm cái áp lực đổ đầy thất trái, giảm sức cản của đại tuần hoàn và giảm được áp lực mong mạch phổi biết. Đấy. Còn cái liều này chúng ta hay dùng trong những cái trường hợp mà bệnh nhân suy tim cấp hoặc là sốc tim. Đấy, cái liều 5 đến 20 microgram này. Thế chỉ định của nó là gì? Như chúng tôi đã nói rồi, chỉ định của số 1 của nó là cái tình trạng suy tim cấp. Hai là suy tim mất bù ở những bệnh nhân suy tim mãn tính nặng. Đấy. Hoặc là người ta có thể phối hợp với dopamine đối với những cái bệnh nhân mà thiểu niệu có dài kéo dài để làm sao cố gắng tăng cường cái cung lượng thận của bệnh nhân lên. Người ta thấy rằng là những cái thuốc này, dobutamine hay là dopamine, thì không dùng kéo dài vì nó làm gia tăng nguy cơ gây loạn nhịp của bệnh nhân. Còn thuốc lợi tiểu thì chúng ta rất hay dùng. Đấy, một trong những loại lợi tiểu dùng đấy là lợi tiểu quai, furosemide. Furosemide thì bệnh nhân thường dùng nhất là trong trường hợp bệnh nhân có cơn phù phổi cấp. Hai là những bệnh nhân suy tim mà có suy thận. Đây là cái thuốc lợi tiểu mà chúng hầu như là duy nhất mà có thể chỉ định được cho những bệnh nhân suy tim mà có suy thận. Bởi vì thật ra là chúng ta cũng không có lợi tiểu nào khác. Còn các loại thuốc khác như là spironolactone vân vân ấy thì không dùng khi có suy thận. Đấy, không dùng khi có suy thận. Tiếp tục. Còn đối với những cái trường hợp mà tâm phế mãn tính, tức là suy tim do một cái bệnh phổi mãn tính mà các anh làm khí máu động mạch thấy áp lực riêng phần của CO2 rất là cao, thậm chí 80, thậm chí 100 mm thủy ngân, thì trong trường hợp đấy người ta ưu tiên dùng các thuốc lợi tiểu ức chế men anhydrase carbonic, ví dụ như viên Diamox viên 250 mg. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì thực ra là cái này chúng ta có cái viên acetazolamide, mà nếu mà chúng ta cho bệnh nhân đi mua thì vẫn có thể được. Thế còn các thuốc giãn mạch mà chúng ta hay sử dụng, đấy là chính là cái nitromin mà chúng ta cho bệnh nhân truyền bây giờ. Nitromin chúng ta truyền, hoặc là biệt dược của nó là lenitran. Đây là những cái thuốc này nó có làm giảm tiền gánh và hậu gánh. Đấy, đặc biệt là các nitromin thì chúng nó làm giảm tiền gánh của bệnh nhân. Tức là giảm cái ứ trệ tuần hoàn phổi. Đấy. Được chỉ định rất tốt trong những cái trường hợp bệnh nhân hẹp hay là tăng áp động mạch phổi, suy tim do bệnh mạch vành, hay là những bệnh nhân phù phổi cấp. Còn một cái thuốc nữa nó giãn cả động mạch lẫn tĩnh mạch mà chỉ định rất là tốt đối với thường ngay cả những cái trường hợp suy tim cấp hoặc là cơn tăng huyết áp cấp, đó là natri nitroprusside. Thì cái này thì một số bệnh viện phía Nam vẫn có, nhưng hiện nay chúng ta không có. Đấy là các thuốc giãn mạch. Ngoài ra những các thuốc khác cũng có thể được có các tác dụng giãn mạch, ví dụ như là các thuốc ức chế canxi. Đấy. Có thể chỉ định đối với những bệnh nhân suy tim do bệnh mạch vành, do tăng huyết áp. Suy tim do bệnh mạch vành, do tăng huyết áp.
hoặc là tăng áp động mạch phổi nhiều, chúng ta có thể dùng các thuốc này. Đấy. Còn các thuốc ức chế men chuyển thì cũng có thể sử dụng với mục đích giãn mạch mạch. Đấy là cái gốc như là captopril, enalapril, lisinopril, kinapril, parandopril. Đấy. Hay là các thuốc ức chế thụ thể AT1 như là losartan, hetenvisartan, ibezartan. Những cái thuốc này thì nên chỉ định cho những bệnh nhân suy tim, do bệnh cơ tim, buồng thất chay giãn, chức năng thâm thu thất chay giảm, hở van hai lá từ độ 2 trở lên. Đấy. Nếu mà ở phần thuốc ức chế AT1 thì chỉ định khi bệnh nhân ức chế men chuyển bị ho nhiều. Đây là cái những cái thuốc giãn mạch trong cấp cứu chúng ta cũng hay dùng. Thật ra là những cái này dùng trong cấp cứu thì nó thành thuốc cấp cứu, còn không dùng trong cấp cứu thì nó là thành thuốc điều trị thường quy. Còn thuốc chặn beta giao cảm thì cái này các chị tôi không giới thiệu nữa, bởi vì là thường là chúng ta đã có kinh nghiệm sử dụng đối với trường hợp này rồi. Các thuốc chống loạn nhịp tim, ví dụ như amiodarone, cortisone chẳng hạn, thì chỉ định cho những cơn tim nhanh kịch phát, vân vân, cái này chúng ta cũng có kinh nghiệm rồi. Còn các thuốc chống đông máu, bây giờ các thuốc chống đông thì đầu tiên thì là chúng ta có các thuốc chống đông kháng vitamin K. Đây là thuốc chống đông thực sự cho bệnh nhân. Cái liều duy trì chung là INR từ 2 đến 3. Đấy. Đặc biệt đối với những bệnh nhân mà có suy tim hay là loạn nhịp, khi mà có chỉ định, ví dụ như là có huyết khối trong vùng thất trái, hoặc tiền sử có tắc động mạch, hay là loạn nhịp nhĩ chẳng hạn, rung nhĩ, và có huyết khối trong nhĩ trái, bệnh nhân có bệnh van tim do thấp, thất trái giãn nhiều, chức năng thâm thu giảm, mất vận động ở nhiều vùng cơ tim trên siêu âm, tất cả những cái này thì có cái chỉ định bằng thuốc chống đông. Đây là các thuốc chống đông. Vậy thì về cơ bản thuốc chống đông thì chúng ta hay có một số loại như là acenocumarin hoặc là cumazin, và chúng ta hay dùng acenocumarone. Acenocumarone thì chính là syndrome mà chúng ta hay dùng. Cái ưu điểm của cái thuốc này là cái thời gian bán hủy của thuốc nó ngắn. Thời gian bán hủy của thuốc nó ngắn thì có nghĩa rằng là dùng nó an toàn hơn đối với bác sĩ. Nhưng mà đối với bệnh nhân thì nó không hiệu quả. An toàn hơn đối với bác sĩ là cái gì? Là cái thuốc này nó ít biến chứng chảy máu hơn so với các thuốc nhóm warfarin. Chính vì thế cho nên là chúng ta hay sử dụng nhiều. Nhưng mà thời gian bán hủy ngắn có nghĩa rằng là cái thời gian tác dụng của thuốc trong cơ thể nó ngắn. Như vậy thì cái hiệu quả chống đông của nó không đảm bảo, không được. Còn cái nhóm thuốc nữa là warfarin. Warfarin thì thời gian bán hủy nó khá dài. Thời gian bắt đầu tác động của thuốc nó cũng khá lâu. Nhưng mà khi mà có tác dụng rồi thì cái tác dụng nó kéo dài. Nhưng mà khi mà chảy máu thì thường ấy, thì là cái tỷ lệ prothrombin nó rất là thấp. Chính vì thế cho nên là không phải là không có thuốc đâu. Có thuốc nhưng mà ít người dùng. Cho nên là cũng chả có công ty dược nào nhập về. Đấy, vấn đề nó là như vậy. Đấy. Thế thì thuốc này dùng, trước đây thì chúng tôi cứ khuyên anh em là làm sao mà làm với cái tỷ lệ prothrombin nó khoảng 30-45% là được. Tuy nhiên rằng sau này nó có cái đơn vị là INR, là International, EN là International, R là Ratio, tức là tỷ lệ quốc tế. Khi mà chúng ta nói INR là một cái tỷ lệ
mà cái đơn cái đặt đầu đơn như vậy thì người ta thấy rằng là INR tức là prothrombin của bệnh trên thrombin trứng là nó khoảng từ 2 đến 3 thì đạt yêu cầu. Tất nhiên là đối tùy nhau trường hợp nữa, những các trường hợp khác nhau thì người ta có thể có duy trì cái INR này ở mức độ khác nhau. Ví dụ như là bệnh nhân mà hay van nhân tạo mà rung nhĩ thì cái INR nó không phải là từ 2 đến 3 mà nó là phải là khoảng là 3,5. Ví dụ như vậy. Tuy nhiên rằng là thực tế lâm sàng cũng chả phải là chỉ có mỗi hai van nhân tạo với dung dĩ, rồi con người lại còn có tiểu đường kèm theo. Như vậy thì những cái yếu tố mà tắc mạch, những yếu tố hình thành huyết khối là nó rất là cao. Tuy nhiên rằng là nếu mà người ta nâng cái INR lên nữa, đồng nghĩa với việc là tỷ lệ prothrombin của bệnh nhân phải giảm xuống nhiều hơn, thì chúng ta sẽ được cái lợi là gì? Được cái lợi là chống đông tốt, bệnh nhân ít có nguy cơ hình thành huyết khối. Tuy nhiên cái hại là gì? Người bệnh phải chấp nhận nguy cơ chảy máu cao hơn. Chảy máu dưới da, chảy máu chân răng, chảy máu nọ máu kia thì còn đỡ, nhưng mà chảy máu não thì thôi xong rồi. Vấn đề nó vậy, chả chữa được, chả cứu được. Đấy, vấn đề nó vậy. Thế thì cho nên là dùng thuốc chống đông cho bệnh nhân là một nghệ thuật. Lâu lắm rồi tôi không xem giáo trình của trường Y Hà Nội. Các trường y tôi không biết, nhưng mà nếu như mà ở giáo trình khi tôi đi học thì chả có dòng nào về thuốc chống đông, không biết bây giờ có thế hay không. Mặc dù là cái bài về thuốc chống đông là tôi là người đầu tiên viết vào năm 1997, nhưng mà không biết rằng bây giờ nó được lưu hành ở rất nhiều các sách, nhưng mà không biết đã đưa vào sách giáo khoa cho các em chưa, tôi chưa rõ. Thế thì, khi tôi sang đến nước ngoài thì tôi mới thấy rằng là chống đông là một chương rất lớn trong bệnh học tim mạch. Tôi có mang mấy quyển sách giáo khoa về của nước ngoài về về tim mạch nước ngoài thì chống đông là một trong những chương lớn, nó đề hẳn là chương chương lớn, một trong bốn chương lớn nhất trong sách giáo khoa tim mạch. Bốn chương bộ sách giáo khoa tim mạch có mấy chương lớn. Chương thứ nhất là chương điều trị suy tim, chương thứ hai là chương điều trị loạn nhịp tim, chương thứ ba là chương điều trị tăng huyết áp, và chương thứ bốn là chương điều trị bằng thuốc chống đông. Đấy, mấy chương đấy là chương lớn, bởi vì nó dùng rất khó, nó đòi hỏi người thầy thuốc phải phải cân nhắc từng yếu tố một trên người bệnh. Không phải là trường hợp nào mà đúng chỉ định bệnh nhân cũng cũng tốt cho bệnh nhân, không phải. Tôi có một bệnh nhân suy tim rất là nặng, EF thì của ông này ông tăng huyết áp, tiểu đường và dung nhĩ. Tăng huyết áp, tiểu đường và dung nhĩ. Thế thì tôi theo dõi cho ông ấy 10 năm, từ những ngày ông ấy 50 tuổi. EF của ông ấy chỉ độ khoảng 15-17%, không 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 có nhiều. Thì lúc ấy thì suy tim là cái nặng nhất. Thì mình điều trị suy tim bằng các thuốc trợ tim, lợi tiểu, thuốc chế men chuyển, vân 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 vân. Nhưng mà ngay cả điều trị tiểu đường mình cũng phải lựa chọn cái thuốc nào mà có lợi cho người suy tim. Ví dụ như vậy. Ví dụ như một số các thuốc mà rất tiểu đường mà rất có lợi cho người suy tim. Ví dụ như là gần đây người ta nói là những cái thuốc như là
Ví dụ như Foxiga các anh dùng cũng tốt cho suy tim. Hoặc là cái thuốc Radian đấy. Nhưng cũng tốt cho suy tim. Những cái đấy là được khuyến cáo. Đấy. Dung nhĩ vân 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 vân. Vậy thì theo đúng cái này là điều trị bằng thuốc chống đông thì tốt, đúng không? Hoàn toàn là đúng, dung nhĩ tiểu đường tăng huyết áp suy tim. Nếu điều trị thuốc chống đông thì tốt. Thế ông này thì ông ấy chỉ lo ông ấy chết vì suy tim, bởi vì tim rất là to. Nhưng mà cuối cùng các chị biết ông chết vì cái gì không? Ông ấy chết mới chết cách đây khoảng 3 4 tháng ở tim mạch, ở viện tim mạch. Ông ấy cũng chết vì xuất huyết não. Trong 10 năm tôi không dùng cho ông một tí thuốc chống đông nào. Rõ ràng là tôi biết là tôi sai. Nhưng mà tôi cân nhắc rất là nhiều. Đấy. Giữa một bên là dùng cái gì. Nếu mà dùng cái này thì nó sẽ như thế nào, như thế nào, như thế nào. Nhưng mà sau khi hồi đấy tôi đi công tác nước ngoài thì ông ấy ở nhà ông được chuyển ra một C khác điều trị. Thế bác sĩ cho thuốc chống đông. Ừ. Thế là 3 tuần sau ông ấy vào bệnh viện. Đầu tiên bệnh viện tuyến tỉnh thì hình như là còn nó còn chi tiết nữa là bệnh nhân đã chụp thấy xuất huyết rồi ở não rồi. Nhưng mà các chị lại chả ngừng thuốc chống đông mà cũng không truyền huyết tương cho bệnh nhân, cũng không có vitamin K các thứ gì cho bệnh nhân. Thế là ngày hôm sau thì chuyển lên trên này. Lên trên này thì lúc ấy bắt đầu hôn mê sâu rồi. Tôi truyền những cái chế phẩm đấy nhưng mà cuối cùng ông vẫn chết. Thế là nó cho nên là cái thuốc chống đông dùng không phải là cứ đúng chỉ định mà bệnh nhân đã tốt. Nhiều khi mình phải theo dõi, mình phải cân nhắc từng ly từng tí một. Đúng vấn đề vậy. Thế còn một số thuốc nữa, khắc thuốc chống ngưng tập tiểu cầu thôi không nói nữa. Đấy. Suy tim. Ivabradin chứ không sao, chúng ta tôi cho vào cấp cứu. Ivabradin các chị có biết là thuốc gì không? Procogalang. Procogalang thì tôi chả thú vị một tí nào. Nhưng mà nhiều khi cũng vẫn phải dùng. Bởi vì là một ấy trong bệnh nhân là trong tình trạng sốc nhịp tim rất là nhanh. Đấy. Chúng ta dùng thuốc dùng amiodarone nó bị chống chỉ định. Nó bị chống chỉ định trong một số trường hợp nào. Ví dụ như bệnh nhân suy gan nặng quá mình không cho amiodarone được. Hay là bệnh nhân chức năng bụng thất trái nó yếu quá. Tất cả các thuốc chống loạn nhịp tim nó đều làm giảm chức năng thất trái. Ừ. Như thế chẹn beta giao cảm nó giảm chức năng thất trái. Amiodarone giảm chức năng thất trái. Thế là hai cái thuốc này không dùng được. Ví dụ như vậy. Thế thì chả chả còn cách nào khác nữa, thôi thì cho viên hai viên procogalang. Ừ. Ức chế nút xoang xem nó chậm lại hay không. Nếu chậm lại thì tốt, mà không chậm lại thì cũng đành chịu. Còn một thuốc nữa tôi muốn lưu ý các anh các chị, đấy là các thuốc tiêu sợi huyết. Tiêu sợi huyết thì đối với những cơ sở y tế mà không, tức là tiêu sợi huyết thì nó chỉ định trong những một số trường hợp như này. Thứ nhất đấy là bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên, đấy là một cái chỉ định chính thức của thuốc tiêu sợi huyết. Cái chỉ định thứ hai là nhồi máu phổi. Cái chỉ định thứ ba, chỉ định chính thức của nó là nhồi máu não. Đấy. Thế nhồi máu cơ tim và nhồi máu não thì phải dùng sớm.
Nhồi máu phổi thì có thể dùng sớm nếu mà chúng ta phát hiện được bệnh nhân sớm, hoặc là dùng muộn cũng được. Vì thật ra là muộn với sớm trong chả biết là lúc nào bệnh nhân bị lúc nào. Đấy, vấn đề cho nên là cũng chả muộn chả sớm. Ừ. Tuy nhiên rằng nhồi máu cơ tim và nhồi máu não thì người ta yêu cầu cái thời gian đấy nó phải chặt chẽ hơn. Đấy. Nhồi máu cơ tim thì người ta thấy rằng nhồi máu cơ tim ST chênh lên, mà nếu như mà từ lúc phát hiện bệnh nhân bị đến khi được can thiệp động mạch vành qua da trên 2 tiếng thì người ta phải dùng thuốc tiêu chảy huyết trước. Đấy, đấy là về nguyên tắc xử lý. Còn nếu như mà bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim từ lúc phát hiện đến lúc có thể can thiệp được động mạch vành qua da dưới 120 phút thì người ta ưu tiên can thiệp động mạch vành qua da. Đấy. Còn nếu trên thì người ta phải dùng thuốc tiêu sợi huyết. Khi thuốc tiêu sợi huyết dù có thành công hay không thành công thì người ta vẫn sẽ chụp, phải chụp động mạch vành để người ta xử lý tiếp. Đấy là về nhồi máu cơ tim. Vậy thì đối với nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên mà phải dùng thuốc tiêu sợi huyết thì đầu thì nó phải đảm bảo được những cái này. Bệnh nhân đến phòng cấp cứu trong khoảng thời gian 3 giờ từ khi xuất hiện triệu chứng ban đầu. Đấy. Hai là thời gian chuyển bệnh nhân đến phòng tim mạch can thiệp, chụp mạch can thiệp mạch trên 2 giờ như chúng tôi đã nói. Và nếu mà nó không có chống chỉ định của thuốc tiêu sợi huyết thì lúc ấy chúng ta dùng thuốc tiêu sợi huyết. Một số chống chỉ định tuyệt đối của thuốc tiêu sợi huyết thì chúng ta phải nắm được, không những là đối với tiêu sợi huyết trong nhồi máu cơ tim mà ngay cả trong nhồi máu não hay là trong nhồi máu phổi thì chúng ta cũng phải tôn trọng những chống chỉ định này. Thứ nhất là bệnh nhân có tiền sử chảy máu não. Thứ hai là bệnh nhân có dị dạng mạch não. Thứ ba là bệnh nhân đang có khối u ác tính trong não. Đấy. Thứ bốn là đột quỵ thiếu máu não trong thời gian 3 tháng. Đấy. Trừ khi đột quỵ thiếu máu não cấp tính trong thời gian 3 giờ mà chúng tôi nói đấy là nhồi máu não. Hay là nghi ngờ phình tắc động mạch chủ thì cũng là chống chỉ định. Ừ. Đang chảy máu hoặc chảy máu nội tạng thì cũng là chống chỉ định. Tuy nhiên là nếu mà đang hành kinh, bệnh nhân đang hành kinh thì không coi đấy là chảy máu. Đây là một cái chảy máu sinh lý, không coi đây là do nó bong cái niêm mạc tử cung nó gây chảy máu, chứ không chống chỉ định. Ví dụ như mà bệnh nhân nhồi máu phổi chẳng hạn, đau ngực dữ dội, huyết áp tụt, đấy, có chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết nhưng mà đang hành kinh, ví dụ như vậy, hành kinh cũng dùng được. Chấn thương nặng vùng đầu và mặt trong thời gian 3 tháng. Đấy. Còn chống chỉ định tương đối của nó là gì? Tương đối là cũng khá nhiều, nhưng mà trong trường hợp này thầy thuốc sẽ cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích của thuốc để chúng ta sử dụng. Thứ nhất là các bệnh nhân tăng huyết áp mãn tính nặng, kiểm soát không tốt, hoặc là huyết áp của bệnh nhân đang trên 180 trên 110 mmHg thủy ngân. Đấy là cái rồi. Nếu như mà bây giờ mà huyết áp của bệnh nhân là 190 trên 120 mmHg thủy ngân mà bây giờ đang bệnh nhân đang đột quỵ nhồi máu não cấp, đấy, vừa mới đến với các anh trong phòng cấp cứu chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, dùng thuốc tiêu sợi huyết thì rất là tốt, nhưng mà bây giờ huyết áp của một bệnh nhân là 180 trên 120 mmHg thủy ngân đấy, thì các anh các chị phải làm gì? Anh chị nào cho tôi biết. Bây giờ một bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não cấp đến viện, đến với chúng ta trong thời gian là vừa mới bị lúc 3 giờ chiều, 2 giờ chiều, bây giờ 3 rưỡi vào viện. Ừ, bệnh nhân
yếu nửa người, méo mặt, tay không nâng lên được. Đột quỵ thì rõ. Chụp phim CT sọ não thì không phải xuất huyết mà là nhồi máu. Nhồi máu không rõ nhưng mà chắc chắn không phải xuất huyết. Huyết áp của bệnh nhân 180/120, các chị làm gì? Hả? Hạ huyết áp. Hạ huyết áp xuống để làm gì? Để dùng thuốc tiêu giải huyết. Hạ xuống bao nhiêu? Hả? Hả? Hạ xuống bao nhiêu? 10-25%, tức là 1/4. Bây giờ 180, 1/4 180 là 4,5, 45, 25%. 180 hạ xuống 140. Nhiều quá không? Nhiều quá đúng không? Nhiều đấy thì có nguy cơ gì? Thiếu máu não, yếu não. Người ta hạ xuống dưới 100, dưới 180, chống chỉ định trên 180, bây giờ ta hạ xuống dưới 180, sao này? Đúng không? Bởi vì hạ xuống nhiều, trong đặc biệt là trong nhũn não, trong nhồi máu não thì chúng ta thấy rằng là hạ phải rất từ từ, chứ không cái vùng ấy nó máu nó không qua được. Thế bây giờ chống chỉ định dưới 180 thì ta hạ xuống 170, thế là được rồi. Hạ bằng cái gì? Hạ bằng các thuốc đường tĩnh mạch đúng không? Vậy thì nếu như mà chúng ta hạ phải hạ xuống thì chúng ta làm tiếp tiên sử đột quỵ thiếu máu não 3 tháng sa sút trí tuệ hoặc bệnh lý sạo hơn là chấn thương cấp cứu ngừng tuần hoàn ép tim trên 10 phút. Vì sao ép tim trên 10 phút người ta chống chỉ định tương đối, bởi vì người ta sợ các chị làm gãy xương sườn bệnh nhân. Đấy, vấn đề nó là như vậy. Phẫu thuật lớn trong thời gian 3 tuần mới xuất huyết nội tạng thứ 24 tuần, chập mạch không ép được, có thai, lét dạ dày ta càng tiến triển, hiện tại đang dùng thuốc chống đông, ví dụ INR cao, nguy cơ chảy máu lớn. Đối với streptokinase, anti-streptokinase trước đó trong thời gian 5 ngày ở tiền sử dị ứng như thuốc này. Thế thì sử dụng như thế nào? Thế đây là cả một vấn đề. Thường là chúng ta có cái này, bây giờ chúng ta đang dùng cái Actilis, hoặc là chúng ta có thể có Streptokinase hoặc Urokinase. Đây này thôi. Các anh đừng coi thường Streptokinase và Urokinase nhé. Chả hiểu nào đâu, nhưng mà Mỹ không có cái này đâu. Trong các khuyến cáo của Mỹ là không có cái RTPA này đâu, mà vẫn Streptokinase. Đấy là trong các khuyến cáo của Mỹ. Cho nên là những cái thuốc này cũng không phải là thuốc vất đi. Tôi cho là không phải thuốc vất đi. Bây giờ nếu chúng ta dùng Actilis thì chúng ta dùng 15mg truyền nhanh, ví dụ truyền trong 1-2 phút, tiêm trong 1-2 phút. Sau đó thì chúng ta truyền 0.75mg/kg trong 30 phút. Mắc là 50mg, tức là một lọ. Sau đó chúng ta giảm liều, giảm cái tốc độ truyền này xuống, giảm liều xuống là 0.5mg/kg 30 phút còn lại. Tức là tối đa là 85, mắc là 35. Đấy. 35 với lại 50 tức là 85 cộng với 15 mắc là 100mg, tức là hai lọ. Đó này, hai lọ. Và Streptokinase thì chúng ta dùng 1,5 triệu đơn vị tĩnh mạch trong mỗi 30 đến 60 phút để truyền tĩnh mạch. Còn Urokinase thì dùng 960.000 đơn vị trong truyền trong 30 phút. Đây là các thuốc này, là các thuốc tiêu sợi huyết. Thế còn khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, ví dụ như là em có bệnh nhân mà em bị nhồi máu, bệnh nhân của em bị nhồi máu cơ tim, bây giờ em dùng thuốc tiêu sợi huyết rồi, thì em dùng thuốc tiếp như thế nào?
Thế đây là một câu hỏi. Đây là vừa tiêu sợi huyết xong thì bây giờ em dùng thuốc tiếp như thế nào? Thì em vẫn cứ dùng aspirin với liều nạp, sau đó liều duy trì là clopidogrel. Thì nếu bệnh nhân dưới 35 tuổi em cho uống 4 viên, sau đó duy trì 1 viên một ngày. Đấy. Còn nếu mà trên 75 tuổi thì em đừng có nạp mà em dùng 1 viên thôi. Đấy thì aspirin clopidogrel. Thế còn em bảo em có ticagrelor, em có dùng được không? Có dùng được. Trước kia thì chống chỉ định nhưng mà có nghiên cứu người ta bảo dùng được. Đang nghiên cứu chít. Ví dụ như là dưới 75 tuổi em dùng liều dưới một liều 180 mg, tức là 2 viên, sau đó duy trì. Như vậy thì việc dùng thuốc tiêu sợi huyết không ảnh hưởng đến việc dùng các thuốc chống ngưng tập tiểu cầu. Đấy, cái đấy là cái mình. Em dùng thuốc tiêu sợi huyết rồi, bây giờ các thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, bệnh nhân nhồi máu cơ tim em dùng như thế nào? Em dùng như bình thường. Để không? Câu trả lời là như vậy. Thế còn em dùng các thuốc rồi, như vậy rồi, đấy là bệnh nhân mạch vành. Thế còn bây giờ mạch vành mà em chưa can thiệp được, hoặc là mạch phổi của em vừa dùng thuốc tiêu sợi huyết xong, thì em dùng tiếp cái gì? Thì em dùng tiếp heparin thường, hay hoặc là em dùng heparin trọng lượng phân tử thấp, hay là em dùng thondaparinux cũng được. Đấy. Ví dụ heparin thường thì em không có cái này, enoxaparin em không có, thondaparinux không có, thì em cứ dùng heparin thường. Thường em dùng liều như thế nào? Em dùng liều dựa theo cân nặng. Thí dụ như em bolus 60 đơn vị trên kg cân nặng. Đấy. Ví dụ truyền tĩnh mạch trong 12 giờ mà em điều chỉnh làm sao APTT nó từ 1,5 đến 2 lần so với trứng. Hoặc là nếu như mà đến khi bệnh nhân mà được tái thông mạch vành thì thôi em không phải dùng heparin nữa. Đấy. Ví dụ như vậy. Đấy là những cái thuốc mà chúng ta thường dùng trong cấp cứu. Thì tôi xin nhắc lại, đấy là các glycosid trợ tim, các thuốc vận mạch. Trong đó có những cái thuốc khó dùng mà là vì chúng ta lâu ngày chúng ta không dùng, ví dụ như là dopamine, dobutamine thì chúng ta dùng như thế nào. Đấy. Các thuốc lợi tiểu, các thuốc giãn mạch chúng ta sử dụng như làm sao, các thuốc chống đông chúng ta sử dụng như thế nào, và các thuốc chống ngưng tập tiểu cầu chúng ta dùng như thế nào sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, dùng thuốc chống đông dùng như thế nào sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết. Thế tôi xin khái quát lại một số điểm như thế để các em nắm được.